Em chào các bác nhé. Phiên trưa của ngày 13 tháng 11 năm 2022 thì em ra sẽ lên một số những cái mặt hàng như là cát này. Người nhìn cát của nhà em đẹp chưa này. Ôi con bướm này yêu thế. Em có cát này, có đai trâu các loại này, cây nhỏ, cây vừa, cây khủng nhá, hàng phục vụ cho các bác chơi Tết. Bên cạnh đó thì em có một số cái mặt hàng hồ điệp phân nhánh mọi người nhé. Hồ điệp thì em có hồ điệp băng băng, mãn thiên hồng và cái dòng hồ điệp siêu hoa. Số điện thoại liên hệ đặt hàng ở bên nhà em là 0981 550 768. Địa chỉ vườn lan là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định nhé. Lô hồ điệp mới em vừa cập bến nhá. Hôm nay về được cái lô hồ điệp này đẹp, độc lạ. Hồ điệp pha màu ạ. Đây. Hàng cây tơ nhá, ra hoa năm đầu tiên, đẹp cực kỳ luôn ạ. Cái size này nó là size khủng long, size to nhất 3.5 nhá. Và cái dòng mặt hoa mới hôm nay em về thì một cốc của nó chỉ được hai vòi hoa thôi ạ. Và cái dòng này nó cũng là cái dòng hoa phân nhánh cho nên là mấy nữa nó sẽ tia ra rất là nhiều tay hoa luôn. Đây các bác ơi. Đẹp miên man mướt mát luôn nhá. Giá thì vẫn là 350.000 cho 4 chậu, em bao ship cho mọi người. Đẹp lắm các bác. Tính ra là 350.000 4 chậu là nó rơi vào chưa đến 100.000 một chậu. Các bác mua ở trên thị trường bây giờ ít nhất nó phải rơi vào tầm 120, 130 một chậu nhá. Đây em sẽ cho mọi người xem cái bảng màu hoa hôm nay nó vừa về của nhà em. Đẹp cực kỳ luôn ạ. Màu xanh này, màu xanh này nó là cái dạng màu xanh nước biển, biển xanh cát trắng đây. Đẹp độc lạ nhá, đẹp đỉnh luôn ạ. Nó là cái dạng hồ điệp pha màu, người ta phối màu rất là đẹp luôn. Màu thứ hai này, nó là cái màu cam sữa, nhẹ nhàng, mềm mại nhá. Yêu cực, màu này nhìn yêu thế cơ chứ. Màu thứ ba là màu trắng hoàng gia. Cái nhụy của nó hơi điểm vàng một chút nhá. Đó. Đẹp vô cùng đẹp luôn ạ. Bên cạnh đó thì những cái màu hoa như là xanh blue này, cái màu hoa truyền thống ấy ạ, màu tím này, đỏ này, tím khoai môn này, bên nhà em vẫn đang cung cấp bình thường nhá. Còn một cái dòng nữa, nó là cái dòng hồ điệp ngàn hoa, băng băng ngàn hoa ấy ạ. Em vẫn bán là 380.000 một combo 3 cốc, em bao ship nhá. Và cái băng băng ngàn hoa này thì một chậu của nó chỉ được một thân thôi. Một chậu được một thân này. Lưu ý các bác một chút là đối với cái dòng băng băng ngàn hoa thì hầu như là 100% cái chậu nào cũng sẽ có 1 đến 2 cái lá nó hơi bị rách lá ở đầu này nhá. Nhưng mà bù lại cái lá của nó rất là to luôn ạ. To lắm, to hơn một bàn tay em cơ mà. Đây. Cái băng băng ngàn hoa này nó dày hoa lắm mọi người ơi. Dày hoa vô cùng luôn. Đối với cái dòng hồ điệp này thì về cái vấn đề vận chuyển thì em có một cái lưu ý nho nhỏ với các bác ạ. Khi mà đóng thùng ấy ạ, mọi người dỡ thùng ra bao giờ các bác cũng nhìn cho em nhé, là nhà em sẽ có một cái băng dính, em dính ngang như này này, để cho nó cố định cái chậu nó không bị xê dịch ấy ạ. Thì khi mà các bác mở hàng ấy ạ, mọi người đừng có cầm xong rồi giật lên một phát nhá. Có khi là giật lên một phát là nó sẽ bị vướng cái, nó bị dính cái nụ ở đây này. Các bác giật lên như thế là nó sẽ gãy nụ. Đây là mọi người gỡ khéo cho em. Các bác gỡ thật khéo nhá, chứ đừng có cầm giật lên một phát là nó gỡ hết nụ đấy ạ. Nhà em hôm vừa rồi là có mấy cái trường hợp là các bác không biết dỡ hàng, cứ cầm giật lên một phát thôi, nó đi hết một dàn nụ luôn. Đây là cái lô mãn thiên hồng. Chậu nó có được hai vòi hoa các bác nhá. Đây này. Hàng em vừa giữ trong thùng ra cho nên là cây nó chưa được hồi, lá nó chưa căng lắm nhá. Mãn thiên hồng này nó là hàng cốc nhỏ. Em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 5 cái cốc mãn thiên hồng như này với giá là 380.000 bao ship nhá. Đây này. Hàng về đã giữ hết rồi đâu. Đây cây đây. Mãn thiên hồng này thì nó chỉ có một loại như thế này thôi nhá. Loại này, loại hai ngồng này. Mặt bông đây ạ. Mãn thiên hồng duy nhất một mặt hoa thôi nhá các bác nhá. Duy nhất một mặt hoa màu hồng này thôi ạ. Hồng này là màu hồng tím, dạng hồng tím, hồng đậm. Gọi là mãn thiên hồng mà nó chỉ có duy nhất một màu hoa thôi. Và size cây thì nó cũng chỉ có duy nhất một size này thôi nhá.
Đây như mọi người nhìn ở trên ảnh ấy này, chính là cái size này nhá. 380.000 một combo 5 cốc em bao ship cho mọi người. Và đối với cái dòng mã này thì về cái phần lá của nó thì cũng thi thoảng nó sẽ có một vài cái lá là nó hơi bị rách ở đầu lá một tẹo nhá. Cái ngồng này nó là ngồng chuẩn Tết nhá, mọi người yên tâm nhá, hoa sẽ ra chuẩn Tết đấy ạ. Mà đối với cái dòng mã này thì các bác nào mà chơi mãn ở những năm trước thì biết rồi ạ. Cái dòng mã này hoa nó cực kỳ bền luôn mọi người. Hoa các bác chơi phải đến tầm 3 tháng nhá, nó bền lắm. Lô cắt đại một lá, hàng cắt thơm nhá. Đây các bác ơi, đẹp chưa này. Cái lô cắt này thì em có tất cả là 5 màu. Màu hoa em đánh mã từ số 1 đến số 5. Em ghi ở trên màn hình. Các bác thích cái màu nào khi đặt hàng, các bác đọc số ra cho em sẽ chọn màu cho mọi người nhé. Hàng đẹp lắm mọi người, 100% thân tơ tít này. Rất là tơ cây luôn và hiện tại bây giờ đã bắt đầu nó làm mèo rồi ạ. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến các bác một combo 3 chậu với giá là 290.000 em bao ship nhé. Mọi người chọn màu tùy ý. Vì cái hàng này là hàng chuẩn, em bao chuẩn mật hoa cho các bác. Đây mọi người nhìn này. Ở chậu ấy ạ, em sẽ đánh dấu tên màu cho mọi người nhé. Trong trường hợp mà các bác muốn lấy một combo 5 chậu 5 màu thì giá của nó là 450.000 em bao ship cho mọi người. Và cái số lượng thân ấy ạ, thì nó còn phụ thuộc vào màu hoa. Đây ví dụ như đây, đây nó là màu số 5 này, là màu cam cam đỏ này. Đó, chậu của nó sẽ được tầm 5-6 thân nhé. Còn như cái màu tím này, cái màu số 3 này này. Thì một cái này nó là một bụi luôn ạ, nó cực kỳ là nhiều thân luôn nhá. Thế nhưng mà cái lá của nó sẽ nhỏ hơn so với những cái màu kia. Đây, màu vàng này, màu số 1 này. Đẹp lắm các bác ơi. Đẹp đỉnh luôn ạ. Màu số 4 này, màu đỏ mắt rồng này. Cát này nó chịu nắng nóng nhá, không ưa nước nên mọi người tưới vừa phải thôi, đừng tưới nhiều quá nó sẽ thâm hết cái phần rễ này này. Là nó gây thối nhũn đấy ạ. Cát thì hiện tại bây giờ là có một số chậu là nó đã làm mèo, còn một số chậu nó đang sưng mèo nhá. Dòng cát này thì nó ra hoa quanh năm, một năm nó sẽ ra mấy đợt hoa đấy ạ. Và mỗi một đợt hoa thì nó sẽ kéo dài trên dưới một tháng nhá mọi người nhá. Bông to đẹp luôn đây. 5 màu hoa cho các bác lựa chọn nhé. Các bác thích màu gì thì các bác đọc cái mã số lên cho em. Từ 1 đến 5. Em sẽ chọn cho mọi người chính xác luôn nhé. Ngọc điểm mà thái hoa Tết của nhà em đây cả nhà nhé. Đây hàng lá xếp rụt rịt này. Trung bình một chậu như thế này thì nó cứ dao động khoảng tầm 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá rưỡi một cây. Và hàng này thì do vận chuyển về là nó hơi bị lỗ một tẹo. Cho nên là hôm nay em sẽ xả nhanh cho mọi người một combo 2 chậu trâu như thế này với giá là 330.000. 330.000 lém bao ship cho mọi người luôn nhá. Đây tình trạng lá này các bác này. Về là có thể là nó bị nứt lá. Nứt như thế này hoặc là nó hơi bị xước sát một tẹo nhá. Cái này bác nào đã mua hàng của nhà em biết. Thì là đợt trước là em đang bán một cây này với giá là 230.000 ấy ạ. Hôm nay em xả cho mọi người 2 cây là 330.000 bao ship nhá. Đây tình trạng lá đây mọi người này. Nó bị rách lá do vận chuyển thôi. Còn đảm bảo là không có tình trạng thối nhũn nhá. Cây này thì 100% đang có nụ rồi. Em sẽ cho mọi người xem qua cái bảng màu của đai trâu nhá. Trắng lưỡi hồng này. Màu này cực kỳ đẹp luôn nhá. Đỏ đốm này. Cam cháy này. Màu này là màu đỏ cherry nhá. Hồng cánh sen này. Bò sữa này các bác này. Cái này nó là dạng bông mai ạ. Dạng bông mai nhá. Đây này, cái bông bò sữa đẹp lắm các bác ơi. Em có cả cái màu nó gần như cái màu hàng rừng. Đây này, bông này là bông cam cháy nhá. Màu này cực kỳ hot luôn ạ. Đây là màu cam đào, màu vàng, vàng chanh nhá. Rất là nhiều màu đẹp luôn mọi người nhá. Đây em vừa nói với các bác là em có một cái màu nó gần như cái màu hàng rừng của mình ạ.
Nhưng đây nó là màu hồng nhá, màu tím hồng, trắng tím hồng. Đây nó là châu Thái. Có bác hỏi em là đai châu Thái nó có thơm không? Thì là em trả lời luôn là cái dòng đai châu này thì châu nào cũng thơm nhá, nó cực kỳ thơm. Nhưng mà đối với cái dòng châu Thái này thì cái vòi hoa của nó ấy ạ, là nó sẽ dài hơn cái vòi hoa rừng của mình nhá. Đây, tình trạng cây bị lỗi lá. Một cây thì nó cứ dao động từ 4 cặp lá rưỡi đến 5 cặp lá rưỡi cho một cây. Và là tình trạng là nó bị rách lá hoặc là bị xước lá. Còn không có cây nào bị thối. Hàng hiện tại 100% đang có nụ rồi. Những cái này về các bác trồng chậu cũng được, các bác ghép lũa cũng được nhá. Đây là mọi người lưu ý cho em là cái giá này là giá em đang bán hàng bị lỗi lá chứ không phải là hàng đẹp nhá.